Các bạn thân mến, ngày hôm qua có một bạn khán giả comment hỏi tôi rằng để nghe nhạc hay thì nên sử dụng đẩy công suất hay là nên sử dụng âm ly nghe nhạc. Thì các bạn thân mến, đây là một vấn đề rất dễ dàng đối với những người chơi nhạc chuyên nghiệp sâu có kiến thức âm thanh. Còn đối với những người mới chơi chắc chắn sẽ có rất nhiều những băn khoăn. Ở chương trình này tôi sẽ tiếp thị đến các bạn những chiếc âm ly đề nông của Nhật Bản, những bộ kéo đẩy cover của Mỹ hay những cặp loa Bose giúp cho các bạn có thể thỏa mãn được nhu cầu 2 trong 1. Và lát nữa tôi sẽ nói sâu về những vấn đề vừa nêu ở trên. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, trở lại với vấn đề bạn khán giả vừa nêu ra, thì đối với việc mà các bạn hát karaoke thì do hát karaoke nó cần âm lượng lớn và người ta hay sử dụng những con đẩy công suất hoặc là sử dụng những dòng âm ly chuyên karaoke kiểu như 506 vân vân, thì các bạn thấy rằng đối với những chiếc âm ly karaoke và sử dụng đẩy công suất lớn ấy thì nghe nhạc nó sẽ thiên về âm lượng và chúng ta phải hy sinh về mặt chất lượng. Đương nhiên là chất lượng âm thanh của nó không bao giờ tinh tế, không bao giờ tĩnh lặng, không bao giờ bóc tách các giải âm như những dòng âm ly nghe nhạc chuyên nghiệp được. Và nếu như các bạn nghe nhạc chuyên nghiệp và các bạn có cái sự đòi hỏi khắt khe tinh tế hay các bạn là người chơi sâu thì chắc chắn người ta sẽ sử dụng âm ly nghe nhạc chuyên nghiệp để nghe nhạc chuyên nghiệp, bởi vì nó là nghe nhạc chuyên nghiệp. Các bạn nhớ như vậy nhé. Và các bạn nhìn thấy ở trước mắt các bạn là những chiếc âm ly đề nông của Nhật Bản. Thì tôi đã nói với các bạn rất nhiều rồi, tại sao những năm gần đây thì dòng âm ly đề nông lại được tái sinh, rất nhiều người yêu thích. Và các bạn thấy là những năm 90 thì cũng như những năm 80 thì những dòng âm ly đề nông ấy được người ta bán rất là nhiều và trên thị trường thì rất nhiều người sử dụng. Nhưng những người thích nghe nhạc nhanh, nghe nhạc nhộn, nghe nhạc bóc tách một chút thì người ta hay sử dụng những chiếc âm ly đề nông. Nhưng các bạn thấy là những năm trở lại đây thì có rất nhiều lý do. Một là do cái thị hiếu trên thị trường. Ví dụ như các bạn hay nghe những dòng nhạc sống trên YouTube cần tiếng bass đánh mạnh mẽ, uy lực và có khả năng đem lại cái cảm xúc thì người ta hay sử dụng những dòng âm ly của đề nông, vẫn rất dễ dàng phối ghép. Các bạn thấy là đề nông ấy thường thường là đây là một trong những cái dòng mà các bạn thấy đây này. Ít âm ly nào có thể trang bị cho các bạn cái tính năng đánh bi-jai bi-am này lắm. Đây các bạn cứ nhìn vào sau lưng đây này. Đấy, đây là cái tính năng đánh hai cầu mà không phải dòng âm ly nào cũng có. Thì các bạn thấy là những dòng âm ly đời cao của đề nông này này, nó chiều người chơi lắm. Nó sử dụng công nghệ tăng phô kép chống nhiễu rất là tốt và đặc biệt là nó trang bị cái tính năng đánh bi-jai bi-am rất phù hợp với các dòng loa của châu Âu, có thể đánh vào tannoy, có thể đánh vào BV kép, đánh vào những cái dòng Bose vân vân. Thì các bạn thấy kể cả những dòng Onkyo, Diatone vân vân, nó đều rất là dễ dàng. Và các bạn nhìn thấy cụ thể hơn ở đây thì các bạn thấy này, đó là một chiếc âm ly đề nông 890DG, có lẽ nhìn qua đã thấy nó như tranh vẽ rồi và tôi đã test, đã kiểm tra rất là kỹ và dán tem đảm bảo của cơ sở chúng tôi vào trong phía trong lòng của âm ly. Và khi các bạn mua thì chúng tôi sẽ kiểm tra rất là kỹ và các bạn hoàn toàn yên tâm về mặt chất lượng. Đây là chiếc âm ly công suất lớn, mặt vàng chanh, đặc biệt là nó được trang bị một cái tính năng, đó là tính năng giải mã qua đường quang và đường đồng trục. Các bạn có thể cắm vào TV thông minh qua đường quang để âm thanh trở nên trong trẻo hơn. Các bạn thấy là hiện nay thì trên những cái dòng vang nó cũng thường trang bị luôn cái tính năng giải mã, cho nên các bạn thấy là cái tính năng giải mã trên âm ly thì thường những bác nghe nhạc chuyên nghiệp hay dùng đến. Còn các bạn thấy là những dòng đề nông này nó mà quất vào những dòng loa Bose kiểu 301 C3, 501, 701, 901 vân vân thì các bạn thấy bass của nó luôn luôn căng đét và đem đến cái cảm giác uy lực ép tim. Và chiếc đi này thì có giá hơn 10 triệu đồng, đó là đề nông 890DG. Ở đây thì các bạn hướng sang đây, các bạn thấy đây là hai mẫu cao cấp, có thể nói rằng đây là hai mẫu âm ly mà những người nghe nhạc luôn luôn gật gù vuốt râu vỗ đùi điên đét hài lòng. Cụ thể hơn các bạn nhìn thấy ở đây này, đó chính là 2000 RE. Đề nông 2000 RE thì các bạn nhớ nhá. R có nghĩa là G-Master. Đây này, cái mắt của nó này, mắt nhận điều khiển này. Thì các bạn nhớ tất cả những cái dòng R của đề nông đó là những dòng G-Master, tức là có thể điều khiển từ xa. Các bạn thân mến, đây là mẫu âm ly màu ngọc trai. Đấy, rất là đẹp, sang trọng. Và ở phía dưới các bạn nhìn thấy nữa, đó chính là đề nông 2, xin lỗi các bạn, đó là S10 ba la mã limited, chữ L cuối này này, limited. Limited nghĩa là phát hành với số lượng hạn chế trên toàn cầu, chỉ nhân một cái sự kiện nào đó, ví dụ như là kỷ niệm ngày thành lập hãng thì người ta mới tung ra những bản limited, tức là cái bản mua một mà được hai, tức là cái số lượng tiền bỏ ra rất ít nhưng được sở hữu những cái chất lượng linh kiện cực kỳ tinh tế và cao cấp. Các bạn thân mến, những chiếc âm ly này, ví dụ như là thằng S10 ba la mã limited này có mức giá là 33.500.000 đồng. Còn ở đây các bạn thấy đó là đề nông 2000 RE này, rồi bên này đó là đề nông 2000 hai la mã
rồi đến ông 2003 mã R. R đây các bạn lại nhìn thấy cái mắt đen đen này, cái mắt nhận tín hiệu khiển đây này. Đó thì các bạn thấy đây là những cái mẫu Omni rất là cao cấp, đều trang bị cái tính năng đánh bi-jai, bi-am, đánh hai cầu đấy. Các bạn có thể dễ dàng phối ghép vào những cái dòng loa cao cấp, những dòng loa hiện đại của châu Âu, hay có thể kết hợp vào kể cả những cái dòng loa cổ. Và những người mà thích tiếng bass mạnh, uy lực trầm sâu thì các bạn thấy có thể tùy theo cái biến hóa trong việc phối ghép. Ví dụ như các bạn thấy là những thằng loa của JBL ấy, thì luôn luôn đem đến tiếng bass mềm mại trầm ấm, nhưng mà các bạn thấy là nếu ghép vào những dòng âm ly mềm tiếng thì nó lại hay tạo ra cái cảm giác lùng nhùng ở tiếng bass, cho nên dùng đền ông đánh vào nó lại cân bằng được cái yếu tố không có cái sự lùng nhùng ở cái giải bass. Thì cụ thể như thế nào thì các bạn có thể gọi điện cho chúng tôi để dễ dàng tìm hiểu kỹ hơn. Hướng sang bên này các bạn thân mến, đây là một trong những mẫu kéo đẩy cover mà những người đang sở hữu hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cụ thể hơn thì các bạn thấy ở phía dưới đó là bộ kéo đẩy gồm có một con Pau 35 và phía trên con dề đó là 27V, CT27V. Thì các bạn có thể tìm hiểu về con dề CT27V này của Cover. Đây là một trong những con dề gấu nhất, hay nhất, cầu kỳ nhất mà được nhiều người tìm mua nhất của Cover. Thì các bạn nhớ là bộ kéo đẩy Cover 35 và dề CT27 này có giá 26 triệu đồng. Các bạn thấy là Cover thì nó có nhà máy sản xuất tại Mỹ và nhà máy sản xuất tại Nhật. Thì bộ này made in Japan, sản xuất tại Nhật nhưng lại bán vào thị trường Mỹ. Bằng chứng là tất cả dề và Pau đều sử dụng nguồn điện 120V, đó là nguồn điện hạ tầng của Mỹ. Các bạn nhớ là nguồn điện 100V là của Nhật Bản, dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Những chiếc ly này đều dùng nguồn điện 100V này. Đấy. Còn đối với lại thằng 120V, những thằng mà dùng một điện 120V là dành cho thị trường Mỹ. Còn dành cho thị trường châu Á là 220V, 230V và thị trường châu Âu là 240V. Hiện nay có rất nhiều các dòng sản phẩm sản xuất đời mới bây giờ thì người ta để cho nó tự động thích ứng với các nguồn điện. Cắm vào nguồn 100 thì nó tự thích ứng và 240 thì nó cũng tự thích ứng. Đó là những dòng đời mới. Còn đối với những dòng hàng bãi này các bạn thấy là nó là những dòng sản xuất chuyên biệt theo đơn đặt hàng của rất nhiều những nhà phân phối khác nhau. Bộ kéo đẩy cover này các bạn đánh vào loa bốt nó đem lại tiếng rất là mềm. Bình thường thì loa bốt cho tiếng bass đanh chắc, nhưng các bạn thấy là đánh bằng cover thì nó lại tạo ra tiếng bass mềm mại trầm sâu, nghe nhạc trữ tình rất là thích, cho nên rất nhiều người đã sử dụng. Và ghép thêm vang nữa, đánh vào những cặp loa bốt 601, 701, 501, 301 vân vân sẽ cho các bạn một cái cảm giác nghe nhạc rất là thích, và các bạn có thể hát thêm karaoke. Hướng sang bên này các bạn thân mến, nếu như các bạn thấy rằng những cái dòng loa bốt 301 series 3, 301 series 2 đã trở nên rất là quen thuộc trong mọi gia đình rồi, thì các bạn thấy là 301 series 2 các bạn nghe các bạn đã hài lòng vô cùng rồi, thì các bạn thấy 301 series 3 là một cái sự cải tiến. Ở 301 series 3 thì các bạn nhìn thấy đây là những cặp loa 301 series 3 màu vàng trùng series. Đây là những mẫu giúp cho các bạn có thể thỏa mãn được cái việc nghe nhạc chuyên nghiệp khắt khe tinh tế trong gia đình, nhưng đồng thời lại có thể hát karaoke. Các bạn thấy điều này là đương nhiên rồi. Đối với thằng bốt ấy thì từ khi ông Amabot là cái người sáng lập ra cái hãng bốt này thì ngay lập tức những cái mẫu loa bốt đầu tiên, những mẫu còi còi tung ra thị trường đã tạo ra một cái cơn sốt đối với những cái người yêu audio. Và trên cơ sở đó thì bốt đã kiện toàn và tạo ra rất nhiều những cái công nghệ, ví dụ như công nghệ Everywhere Citizen và công nghệ Acoustic Max Cheat. Nhờ những cái công nghệ này mà các bạn thấy rằng tiếng loa bốt luôn luôn chắc, không bao giờ ủ rền. Và các bạn thấy là chưa có ai than phiền rằng loa bốt của tôi có tiếng bass ủ rền. Nếu như ủ rền thì chủ yếu là do cộng hưởng với căn phòng của các bạn thôi. Các bạn thấy là rất nhiều những cái hãng sản xuất xe hơi bây giờ người ta cũng dùng loa bốt trang bị trên xe của người ta, coi như đó là cái âm thanh tiêu chuẩn. Dùng loa bốt trong xe là một điều cực kỳ tuyệt vời. Nếu bạn nào đã có những con xe mà sử dụng những cái dàn loa bốt xịn sò, các bạn sẽ thấy âm thanh của nó khác biệt lắm. Và những cặp loa bốt 301 series 3 màu vàng này trùng series có giá 13.500.000 đồng. Các bạn để ý và chúng tôi đã tháo ra kiểm tra kỹ lưỡng và dán tem đảm bảo của cơ sở chúng tôi vào trong lòng của tất cả những chiếc loa này để đảm bảo chất lượng. Và việc của các bạn là chỉ việc mua và chơi thôi, còn mặt chất lượng là chúng tôi đã lo hết rồi, bảo đảm cho các bạn hết rồi. Thế các bạn thấy là loa bốt hiện nay thì các bạn thấy cơ bản là anh em bán mức giá bằng nhau, nhưng cũng có những cơ sở mà anh em người ta thâu lại một vài cặp thì người ta quay lên cho người ta báo cho các bạn mức giá nó chênh lệch đi, thì các bạn để ý và cho tôi một chút. Bởi vì những cái dòng loa bốt thì bao giờ cũng thế thôi, nó là hàng dòng thì lợi nhuận không cao, nhưng được cái dễ bán bởi vì nó có thương hiệu rồi mà, nó uy tín, cho nên là chỉ cần nói đến bốt thôi là người ta sẽ yêu thích. Và các bạn thấy đây là những mẫu mà các bạn có thể nhìn thấy là nó nhỏ gọn xinh, nhưng mà nhỏ mà có vó âm thanh của nó rất là uy lực. Nhờ cái công nghệ Everywhere Citizen cho nên các bạn có thể đứng ở mọi ngóc ngách trong gia đình nhưng vẫn thấy âm thanh của nó rất rõ ràng như cặp loa đang đặt trước mặt mình vậy. Và đối với những người mà không thích những cái cặp loa quá khủng, quá cồng kềnh thì có thể mua những cặp loa bốt này, một là để nghe nhạc, hai là có thể để hát karaoke, một là có thể để nằm, hai là có thể để đứng. Và tôi đã có video clip hướng dẫn các bạn cách bố trí loa bốt ở trong căn phòng của mình làm sao đó để khai thác triệt để những cái chất âm cũng như cách thiết kế của những dòng loa bốt như thế này. Các bạn có thể vào YouTube gõ cái từ khóa Cương Audio
cách bố trí loa bốt. Các bạn gõ đúng cái từ khóa đó, các bạn sẽ thấy những cái bản mà video mà tôi làm rất cầu kỳ hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn thân mến, như vậy là một vài điều mà tôi lan man giới thiệu với các bạn. Một là những dòng loa bốt 301 series 3 trùng series, bộ kéo đẩy KVZ27V kết hợp với lại đó là những dòng âm ly Denon 890D, rồi những dòng 2000RE, rồi S10 35 mã Limited, rồi Denon 2000 35 mã, 2000 35 mã R, vân vân. Thì các bạn thấy đây là những cái dòng sản phẩm được tuyển rất là kỹ lưỡng, tiếp thị đến các bạn. Mong các bạn sẽ có những cái sự trải nghiệm và sẽ mua được những dòng sản phẩm với mức giá hợp lý tại cơ sở của chúng tôi. Và đặc biệt là về mặt chất lượng, chúng tôi sẽ là người đứng ra đảm bảo cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.